Một số người đang sống, nhưng cũng có một số người chỉ đang tồn tại. Có những người đã biết mình là ai, nhưng cũng có những người khắc khoải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi muôn đời: tôi là ai? Số phận là ngẫu nhiên hay là sắp đặt, ta nên tuân theo nó hay chống lại nó? Sự sống tươi đẹp nhường nào mà người ta lại muốn níu giữ? Cái chết có đáng sợ như ta vẫn tưởng? Và khi tro bụi mở đầu bằng cái chết của chồng nhân vật tôi, ấn tượng đầu tiên mà ta cảm nhận được khi đọc cuốn sách chính là giọng văn buồn, u ám. Nhịp điệu trong từng câu văn, đoạn văn đều như hơi thở của một người, nhưng là hơi thở có thể ngừng lại bất cứ lúc nào mà chẳng cần biết căn nguyên. Chồng Mi An chết. Và cô nghĩ đáng lẽ mình cũng nên chết đi trong vòng 2 tuần ngay sau khi chồng cô chết. Ngay cả khi đang sống, đối mặt với mất mát lớn lao, buộc phải quên đi những khoảnh khắc thương yêu với người chồng, cô biết mình đang chỉ tồn tại, không khác chết là mấy. Mi An muốn chết, nhưng cô chưa thể chết. Cô ước rằng mình đã chết ngay khi chưa cần biết rằng mình là ai. Cô muốn chết không cần biết rằng cái chết cần được hiểu. Giờ đây, cái chết, điều duy nhất cô muốn làm cũng không còn dễ dàng thực hiện. Cô nghĩ rằng cái chết là một dấu chấm hết. Dấu chấm hết nào cũng muốn mang lại ý nghĩa của câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết, tôi biết rằng ai đã chết. Hóa ra để chết không hề đơn giản. Trước khi chết, người ta phải sống đã. Trước khi muốn chết, người ta đã từng muốn sống. Trên chuyến xe lửa đi tới bất kỳ miền đất nào để nhặt nhạnh lại mình, An Mi gặp nhiều người lạ, mỗi người lại có những suy nghĩ rất riêng về cái chết. Một bác sĩ làm việc ở phòng hồi cứu, người tiếp xúc với cái chết hầu như hàng ngày, cho rằng không có cái chết. Người ta chết rồi vẫn tiếp tục sống, có một thế giới bên kia. Ông tin rằng linh hồn là vĩnh hằng, không có gì làm cho linh hồn con người ta tan biến đi được. Đối thoại với những lời của vị bác sĩ, An Mi thầm nghĩ: tôi hiểu rằng người ta chết được yên lành vì đã sống xong phần đời dành cho mình, chứ không vì chết rồi thì linh hồn tiếp tục sống. Một lần khác, cô gặp một người đàn ông giàu có nhưng cô đơn. Vợ ông yêu ông vì tiền, rồi bỏ ông cũng vì nhiều tiền hơn. Cô con gái khinh thường ông. Ông tâm sự: nếu tôi biết được chết rồi mình sẽ đi về đâu, gặp những chuyện gì, thì tôi đã chết từ lâu. Nhưng tôi không biết, vậy là cứ tiếp tục sống. Ông lo sợ biết đâu bên kia còn khổ hơn bên này. Cô gặp một người đàn ông khác. Vì anh ta cao gần bằng chồng cô nên suýt nữa cô ái ân với gã. Song cô nhận ra cuộc ái ân không thành với một người đàn ông làm cho tôi thấy rõ khoảng cách giữa mình với cuộc đời. Không một con đường nào đưa tôi trở về thế giới của những người đang sống. Sau tất cả, sau những chuyến đi còn gian dở, sau những gặp gỡ hay trò chuyện với người xa lạ, cái chết với cô vẫn là một ẩn số. An Mi càng muốn hiểu về cái chết càng mờ mịt. Tôi vẫn mơ hồ cảm thấy mình không thể chấm dứt một thứ mà mình không biết nó là gì. Người ta chỉ giết được người chứ không giết được ma. Như một loài ma chơi, tôi đã sống ở bên ngoài cuộc đời, vừa sống vừa xóa đi ngày tháng và ký ức. Tôi bập bềnh trong không khí, lo sợ sức hút của trái đất làm cho tôi đau đớn. Đến khi chọn lựa cái chết, tôi vẫn không hiểu nó, không tìm cho nó được một ý nghĩa nào dù rất nhỏ. Có lẽ cái chết cứ dai dẳng quấn lấy tâm trí An Mi, cô chưa bao giờ thôi nghĩ tới nó. Cô nghĩ tới cái chết bất cứ lúc nào. Những lời văn buông xuống, hơi văn nhẹ bẩn, nỗi buồn mơ hồ loang ra, tan vào câu chữ. Giọng văn không thay đổi nhiều, nó thâm trầm, vọng lại như một ẩn ức sâu thẳm, mà cũng đều đều đến dửng dưng. Chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Chính tôi cũng không rõ. Đọc những dòng tâm tư của An Mi, người ta thấy quặn thắt trái tim, người ta nghĩ về sự sống, về cái chết, và cuối cùng nhận ra mình có chăng chỉ đang tồn tại. Tôi không còn muốn biết, không còn sức lực để biết rằng nếu sống mình có còn một ngày mai nào không, và nếu chết sau đó có chăng một sân ga với những chuyến tàu xuôi ngược về một thiên đường hay địa ngục nào. Có lẽ cái chết không có màu hồng hay màu tím phôi pha nhạt nhòa của một chiếc chiêm bao, mà là màu đen tuyệt đối của sự vùi lấp tuyệt đối.
hoặc là nó có màu trắng tuyệt đối của sự mất mát tuyệt đối. Tôi sẽ nghĩ như vậy vào một đêm nào đó rất xa. Hôm nay với tôi, cái chết mang màu đỏ thắm nao lòng của dòng máu đang chảy ra khỏi thân thể. Chảy và không thể ngừng được nữa. Thời gian đã ngừng, chứ không phải dòng máu. Ta tự hỏi điều gì sẽ níu giữ một con người chỉ ám ảnh về cái chết như An Mi? Chẳng phải chất keo gắn cô với cuộc sống này không còn nữa sao? Song câu chuyện bất ngờ rẽ sang một hướng khác khi tình cờ cô đọc được câu chuyện của người trực đêm khách sạn trong cuốn sổ cha. Đó là một câu chuyện buồn, hay đúng hơn là bi kịch. Câu chuyện của một người xa lạ, một gia đình bất hạnh, cha giết mẹ, đứa con trai nhỏ Marcus chứng kiến tất cả, sợ hãi bỏ chạy. Đứa con trai lớn ngờ vực, hận thù cha. Người con trai lớn Michael chính là người gác đêm ở khách sạn, đã tặng cô cuốn sổ khi cô khao khát ghi lại đời mình để mong chứng minh về sự tồn tại. Cô dành 2 năm để đi tìm sự thật cho câu chuyện còn phủ đầy bóng tối của một người xa lạ. Nhưng sự thật của cuộc đời không ly kỳ như những sự thật trong truyện và trong phim. Cô tìm ra sự thật về cái chết của người phụ nữ tên Anita. Tìm được đứa trẻ mất tích Marcus thì sao? Chàng trai viết câu chuyện bi kịch của mình vào cuốn sổ cô đọc được đã chối bỏ nó rồi. Sương mù bao phủ lấy sự thật vì không ai màng đến nó, không ai mong muốn nó. 2 năm, cô sống nhờ vào câu chuyện của người khác, còn chuyện của mình cô đã quên hay cố quên. Song dù thế nào, cô đã sống, sống một cách đúng nghĩa, cảm thấy những cái mà người ta cảm thấy, buồn, vui, tuyệt vọng. Bóng đêm buông xuống rất chậm, không gian trong căn phòng mờ tối dần. Tôi bật một ngọn đèn ở góc đường. Vùng ánh sáng nhỏ loang ra một chút hơi ấm, một chút êm ả. Tôi thấy buồn. Cảm xúc này là của tôi đây sao? Nỗi buồn không đáng sợ, vì người ta chỉ buồn khi nhận thức những điều không tốt đẹp trong cuộc sống. Người buồn vì người đó còn tha thiết lắm với cuộc sống này. Tâm hồn người còn rung lên trước mọi biến động trong dòng chảy bất tận của cuộc sống. Và như vậy, biết buồn là đã sống. An Mi từng trăn trở liệu thực sự có cái tôi không? Cô đã sống, đang sống phải không? Cô đã trốn chạy bao lâu rồi? Tôi nhớ những dòng ở những chương đầu tiên cô viết về bản ngã, về cái tôi, về suy nghĩ liệu rằng có hay không cái tôi. Nếu tôi vẽ một hình người chính tôi, cái đầu tiên tôi vẽ là một đường viền. Đường viền ấy là biên giới phân minh giữa tôi và thế giới. Bên trong đường viền ấy là tôi, bên ngoài đường viền ấy không phải là tôi. Nếu tiếp tục, tôi sẽ tô đường viền ấy càng lúc càng đậm, chứ tôi không biết vẽ gì khác. Tại sao tôi suốt đời nhốt mình trong ký ức về mình vây hãm và trơ buồn này? Lạnh và bất động như những bức tường đá trong ngôi giáo đường tuổi thơ. Tôi quen ở trong sự vây kín đó. Con người không là gì nếu không ở bên trong những biên giới khép chặt. An Mi trốn chạy bản thân, trốn chạy câu chuyện của đời mình khi cô 7 tuổi. Khi bom rơi làm nhà cô đổ, mẹ cô chết, cô chạy đi mà quên mất mình có một đứa em nhỏ. Trong giây phút cô uống thuốc tự tử, cô nhớ lại, buộc phải nhớ lại. Tôi chạy đi mãi, 25 năm chưa bao giờ quay đầu lại với đứa em nhỏ chờ tôi đến cứu nó khỏi nỗi kinh hoàng. Tôi chợt hiểu ra tất cả, tại sao trong tất cả những năm của cuộc đời, tôi đã không tìm được cái thứ keo để gắn lại các mảnh vỡ của cuộc đời lại với nhau và gắn chính mình vào thế giới của loài người. Tôi đã cố hết sức, nhưng mọi thứ đều rời rạc, tan tác, và tôi mãi là một thứ rong rễ không bám được vào một thứ gì để thôi trôi nổi. Bởi vì trong cái khoảnh khắc kinh hoàng nhất của cuộc đời, vào lúc người ta cần nhau nhất để cứu nhau ra khỏi tai ương, trí óc tôi đã chọn xóa đi cái khoảnh khắc ấy ngay khi nó đang xảy ra. Đã chọn không nhận ra tiếng đứa em mình đã trông giữ mỗi ngày. Tôi đã bỏ rơi đứa em trong cái khoảnh khắc quan trọng nhất của cả đời tôi và đời nó. Bỏ rơi nó trong cơn sợ hãi, trong hiểm nguy, trong bóng tối vô tận. Và khi tro bụi rơi về,
trong thinh lặng đó cận kề quê hương. Đến lúc sắp từ giã cõi đời như tro bụi, cô tìm lại chính mình, những đứa con tha hương, những linh hồn lạc lối nơi đất khách, nổi trôi giữa cuộc đời. Đến lúc sắp giã từ thế gian, sẽ tìm về nơi vốn dĩ thuộc về mình. Trong giây phút cận kề cái chết, Mỹ An nhớ về xứ sở cô đã sinh ra, nhớ về những người thân thực sự trong đời mình. Cô đã quên câu chuyện ấy lâu lắm rồi, nhưng lúc này cô nhớ rõ từng chi tiết một. Phải chăng bản năng của con người vẫn vậy, dù là cây mới bước ra từ hang động tối tăm hay sống trong văn minh đèn điện, ta đều nhớ về quê hương, về những người chảy chung dòng máu với mình. Cô là một kẻ tha hương, nhưng khi sắp tan thành tro bụi, tâm trí cô lặng lẽ quay trở về quê hương nơi cô đã sinh ra. Trong sâu thẳm, ở một cõi vô hình bí ẩn nào đó, quê hương là một điều gì đó quá đỗi thiêng liêng, quá đỗi thân thuộc mà ta chẳng thể tách nó ra khỏi mình. Còn những người thân, tình cảm gia đình là sợi dây bền chặt nếu ta ở lại cuộc sống này. Con người ta sinh ra sống vì mình, nhưng cũng sống vì nhau nữa. Kẻ nào chối bỏ thứ tình cảm quý giá thì tâm trí lúc nào cũng vãn vất những bất an thường trực mà thôi. Và khi nhớ lại, gắn mình với một mảnh đất cụ thể nào đó, có gia đình, người thân để yêu thương, người ta sẽ tìm thấy bóng hình của chính mình.